Bạn các em, hôm nay là ngày 28 tháng 9 2024 và về được một số phụ tải 1 tấn. Nhiều anh em cũng tìm mua hổm rài ha. Rồi em sẽ quay cho anh em mình xem khúc. Nay thì phuộc 1 tấn cũng mới vừa vừa về ha. Đó, đây phuộc 1 tấn để em đo chiều dài cho anh em mình xem luôn ha. Em đo là từ đầu đó, từ đầu đầu lỗ kia tới đầu lỗ này là tầm 33 34 ha, để cho anh em mình đổ chế về cũng không có nhiều ha, về khoảng tầm 20 cặp. Về được một số phuộc trước sau quay rim nè. Thì rút. Hôm nay về em về được thêm một cái mã là của phuộc Vin, phuộc sau. Đó, phuộc sau của Vin. Phuộc sau của Vin ha. Hàng này là của hãng Tiger ha, hàng này là hàng xài cũng bền ha, tại những dòng này của hãng KSB với hãng DTS nó sẽ không có. Về được 2 thùng đâu chừng có 1 chục cặp á, đây nè. Đang thùng bên kia thùng nè, 2 thùng á. Anh em mình có mua thì anh em alo ha. Em sẽ tiếp tục là cập nhật giá một số phụ tùng bên cửa hàng của em. Bên em thì bán hàng đều có công bố giá trên YouTube hết, cho nên anh em mình muốn mua mặt hàng nào thì cứ việc bấm vô ngay mặt hàng. Anh em mình tua video tới mặt hàng đó thì anh em mình mua, còn cần tư vấn thì cứ việc vô số điện thoại trên màn hình đó, thì số đó cũng là số Zalo luôn, điện em sẽ tư vấn để anh em mình lắp cho chính xác cho xe của mình. Anh em mua hàng thì anh em cứ xem ngày nào gần nhất anh em mình mua, giá cả thì nó sẽ chính xác hơn. Bên em bán hàng là bên em ship có toàn quốc, bên em là không bao ship, anh em nghe rõ giùm ha. Mỗi đơn là như những bình xăng con thì với sơn dĩa có bô cắt giặt nhẹ nhẹ thì sẽ là 30.000. Còn như phuộc, phuộc thì rất nặng, tầm 2 đến 3 kg, cho nên phí ship nó sẽ là 50.000. Những anh em mà mua hàng bên em mà lần đầu tiên mua hàng mà hàng tới nơi anh em mình tháo ra kiểm tra đúng hàng mà không lấy, hoặc là điện tới không bắt máy, thì lần sau là anh em mình mua thì em cũng vẫn bán, nhưng mà phải cọc cho em là 200.000. Cho nên em mình phải xem rõ video, anh em mình muốn đặt thì phải cân nhắc cho kỹ rồi anh em mình hãy đặt, tại mỗi đồ mỗi món là em đều có báo giá trên video hết. Thì bên em chuyên về một số mặt hàng như bình xăng con rã xe, củ đề Nhật, rồi sên nhông dĩa Indo và của Nhật, IC cổ bô, rồi phuộc. Thì cũng như hồi tháng rồi thì em cũng có nói trước là đầu tháng thì em sẽ cập nhật giá lại, giá phuộc lại, là đặc biệt là của hãng Datest thôi. Datest tại như lần trước thì em lấy giá nó còn đang khuyến mãi, lần này thì em sẽ lấy đợt sau cho nên không còn khuyến mãi nữa, cho nên em sẽ cập nhật giá chỉnh lại. Thì mỗi cặp thì nó sẽ lên tầm 20-30 ngàn. Anh em mình xem rõ video giùm em ha. Rồi giờ em sẽ tiếp tục là cập nhật cái giá phụ cho anh em mình tham khảo. Phụ thì bên em sẽ đi là 3 dòng, một là dòng của hãng Datep, hai là của dòng SKB, ba là của dòng riêng hãng. Hôm nay thì về được phụ tay ga của dòng AB110 và 125. Những bình xăng bên em á, là khi bán ra là đều có test trước khi gửi, cho nên em mình an tâm sử dụng và kèm theo giấy bảo hành cho nên mình là 1 tháng. Rồi giờ em sẽ cập nhật giá của phụ của hãng Datep trước, còn những cái phần kia thì giá nó vẫn là giá chuẩn bình thường. Rồi em sẽ báo giá trước cặp phụ trước sau của AB, dòng này là A Black 110 và 125. Em sẽ có là hai màu nè, màu 125 á, thì em sẽ có hai màu, một màu đỏ và màu bạc, 110 màu đen và màu bạc. Còn phụ trước thì nó sẽ có một màu thôi. Phuộc sau á, 125 á, 125 thì giá sẽ là 550 ngàn. Còn AB 110 á, nó sẽ là 500 ngàn. Còn phuộc trước á, thì phuộc trước thì đồng giá là 750 ngàn một cặp. Em bán là em bán một cặp 110 và 125. Bên em là bán hàng là bên em không bao ship nha. Anh em mình nghe rõ video giùm em. Là những phần này nó, những phần phuộc á, nó sẽ hơi nặng thì phí ship nó sẽ là 50 ngàn. Còn như những bình xăng á, nó nhẹ thì phí ship nó sẽ là 30 ngàn. Rồi phần phuộc sau ha, phuộc sau thì em sẽ có là đời rim Thái nè, súp be nè, quay 100 và quay 110 và quay 125. Thì trên đây á, dòng 110 và 125 nó lắp lên nhiều đời xe lắm, cho nên em nào cần muốn ráp cho nó chỉnh trên xe mình á, thì cứ việc điện cho em là em sẽ tư vấn, hoặc vô số Zalo em sẽ tư vấn cho anh em mình. Như đời đời Dream Thái, đời Dream Thái thì em đang bán cho anh em mình là 700 ngàn, thì giá này nó sẽ là giá khác kia trước ha, 700 ngàn. Super Dream cũng là 700, rồi quay 100 á,
thì dòng này nó sẽ nằm trên nhiều đời xe đó, 100 và 125 luôn là 710.000. Rồi 110 thì nó sẽ là 740.000 một cặp là đùm đĩa. Rồi kế tiếp thì em sẽ giới thiệu thôi phục tải đi, phục tải thì dòng này là dòng gia công chứ không phải của hãng Datest hàng, nên nó sẽ còn nằm cái giá chuẩn là phục trước phục sau Sirius, thì bán cho anh em mình là 370.000 một cặp. Em có màu đen và màu đỏ, bên em là không oxit nó trước cho anh em ha. Là dòng 500kg là 480, 700kg là 580.000. Rồi tới dòng của hãng Datest, tải của hãng Datest là dòng này là phục tải 700kg, dòng này là 201 nè. Thì nó vẫn còn nằm giá cũ là 570.000 một cặp. Giờ em chỉ còn màu đen và màu đỏ. Rồi khu chờ một thì em sẽ bán cho anh em mình là 480.000. Rồi đời rim thái là 490.000. Quay 100 thì em sẽ có 3 màu, màu bạc, màu vàng và màu đen. Em bán cho anh em mình là 480.000. Rồi 110 thì em sẽ có là 4 màu, màu bạc, màu đỏ, màu vàng và màu đen. Em bán cho anh em mình là 480.000. Sirius thì em sẽ có Sirius FI và Sirius thường. Sirius dòng FI nó sẽ là 10 ly, còn Sirius thường nó sẽ là 8 ly. Em bán cho anh em mình là nó cũng sẽ là đồng giá 500.000 một cặp. Em có hai màu đen và màu đỏ là Jupiter V 500.000 một cặp. Còn cái này là riêng hãng thì em chỉ còn vài màu thôi. ZX là T8 ly nè, đúng là em bán đồng giá 500.000 một cặp ha. ZX quay 100 rồi quay 110 rồi Sirius em còn màu đen thôi. Rồi tới hãng của SKB nè, SKB thì em sẽ có là phuộc trước và phuộc Nike Titan và phuộc khu chờ neo. Phuộc trước thì em sẽ có là phuộc Sirius đĩa nè. Sirius đĩa thì đang bán cho anh em là 650.000 một cặp. Rồi Jupiter cơ và Jupiter đĩa đang bán cho anh em mình là 650.000 cặp luôn. Rồi SCT 150 và 135 nó sẽ là dùng chung, em có một màu đen là 750.000 cặp. Rồi phục sau em sẽ có là SCT 135 nè, rồi 150 nè. Em đang bán cho anh em mình là 6 thằng 135 là 600.000. Còn 150 em cũng có hai màu là 620.000. Rồi kế tiếp là phục nai nè. Phục nai thì em sẽ có là phục mạ titan 7 màu, phục mạ vàng, rồi phục sơn vàng, phục mạ inox thì em đang bán cho để giá cho anh em luôn ha. Phục sơn vàng nó sẽ là 650.000 một cặp. Rồi mạ titan là 750.000, mạ vàng là 700.000, mạ inox cũng là 700.000. Rồi phu chờ neo anh em mình đắp cho phu ít, phu mập, phu mới giờ quay thái 155 giờ luôn là 500.000 một cặp. Rồi đây là của hãng Zin nè. Zin thì em sẽ có là phục trước của Sirius cơ, là dòng này là rã xe 500.000 một cặp. Rồi cái này là hàng mới của Zin hãng là 650 cặp, 100 và 110 rồi quay RS. Anh em mà các dòng xe Trung Quốc anh em lắp những bình 100 của Nhật này thì phải nói cực kỳ là phê, chạy rất là ngọt mà tiết kiệm xăng. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu là bình quay RS. Quay RS đây, bình bên em là phải nói bình cực kỳ đẹp thì giá nó phải cao. Những bình mà xấu hơn em sẽ bán 400, những bình đẹp về là em bán 500.000. Bình này á là nó sẽ nằm trên dòng này á, một dòng này hay là nó nằm trên nhiều đời xe lắm nè. Nó sẽ nằm trên quay A nè, quay alpha một bóng á, rồi quay xương cá, quay ớt và quay RS 100cc. Đó. Các đời xe Trung Quốc em lắp những bình này vô, giá nó cả thì hợp lệ, chạy thì tiết kiệm xăng. Bình này bán cho anh em mình là 450.000 một bình. Bình là bình đẹp nha. Những bình bên em bán là riêng toàn bộ, chưa có phục hồi, chưa làm gì hết ha. Cho bình nào mà phục hồi thì em sẽ nói phục hồi, bình nào chưa là em sẽ nói chưa ha. Những bình mà em nói riêng là nó sẽ riêng toàn bộ. Quả ra đẹp. 450.000 một bình. Đó, bình đẹp vậy nè. Như bình nó xấu hơn thì nó xấu hơn này không? Thì nó sẽ là 400.000. Rồi kế tiếp là dòng quay A 100. Đó, quay A 100 thì nó sẽ có hai đời, đời là đời 2014 và đời 2015. Đời 2014 nó sẽ có cái cục gù này thấy không? 2015 nó sẽ không có nè. Đó, dòng này á, thì những bình bên em là phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP. Tại vì em lựa những bình đẹp để bán cho anh em mình chạy cho nó ngon. Còn những bình mà nó bèo quá thì em không lấy về bán, em xài không được, nó công bán vốn nó mệt. Bình này làm đang bán cho anh em là 580.000 một bình đẹp như nè.
Đó, bình đẹp vậy là 580.000. Mà bình nó không đẹp hung thì em sẽ bán cho anh em 530.000. Rồi kế tiếp là bình cũng 100cc nè, mà dòng này là nó sẽ là dòng quay RXX đó. Những dòng quay RXX thì trên đây nó sẽ không chữ Kenhin, nhưng mà chữ Kenhin nó sẽ nằm ở phía bên đây. Đó, nên mình phân biệt vậy nó sẽ khác cái dòng quay RX. Quay RX mình thì cái chữ nó sẽ nằm ở trên cổ luôn, thấy chưa? Còn cái dòng mà quay RXX á thì chữ nó sẽ nằm bên đây. Cho nên anh em mình phải phân biệt được, nó sẽ hai màu, chung ở dưới màu khác và chung trên màu khác. Đặc biệt của quay RX, dòng này nó guarantee phải nó cực kỳ mượt, cực kỳ nhuyễn luôn. Anh em mình lắp cho quay RX, quay RX và quay A là đều được hết, không có sao hết. Dòng này thì anh em mình chạy guarantee rất là mượt. Nó dòng hai màu dưới màu khác trên màu khác ha. Tại nó là cái lỗi nó vậy. Quay RX 100cc bình này là bán cho anh em mình là 550.000. Rồi kế tiếp là bình Superim nè. Hả, Superim bên em. Đây Superim đây. Superim thì bên em là về phải nói là cực kỳ bình VIP luôn nè. Đó, bình anh em nhìn là anh em mình tê tái lòng người luôn. Bên em là em lựa bình đẹp không? Những bình xấu là em không có lấy, cho nên giá em bán hồi nào cũng cao hơn người ta. Nhưng mà được cái là nó đẹp, anh em mình chạy an tâm. Những bình xấu thì anh em mình xấu có nghĩa là xe đã chạy nhiều cho nên nó mới xấu. Còn như những dòng xe mà ta chạy ít, nằm ủ thì nó sẽ đẹp như vậy. Đó, Superim. Dòng Superim này thì đó, cực kỳ đẹp thấy không? Đang bán cho anh em mình là 650.000 ha. 650.000 một bình như vậy. Bình nghĩa cực kỳ đẹp. Thì các đời xe dòng này anh em mình lắp cho quay nhỏ, rim thái là đều ok. 650.000. Những bình bên em là riêng toàn bộ ha. Rồi bây giờ dòng 100cc thì em có 1, 2, 3, 4, 5 dòng đó. Đợi 5 dòng, còn dòng nữa. Dòng nữa đây là em sẽ có là RS Thái. Đó, cực kỳ đẹp chưa? RS Thái 100. 650.000 bình. Cực kỳ đẹp. Rồi tới đời rim lùng 100. Đó, bà rim lùng 100. Đang bán cho anh em mình là 800.000 bình. Riêng toàn bộ ha, đời rim lùng thì nó anh em mình gì gắm cho vô quay nhỏ thì ok. Rồi xong, bây giờ tới dòng 110 nè, 110cc. Giờ tới 110cc thì em sẽ có mấy loại nè. 1, 2, 3, 4 loại. 110cc nó sẽ có là quay S, quay A, Superim, Sirius của hãng Yamaha. Yamaha thì nó sẽ có nhiều loại lắm, để hồi em giới thiệu sau. Rồi đầu tiên là quay ớt trước đi. Quay ớt đây. Đây là quay ớt, quay RS và quay RXX, dòng đời thấp, không có ấn đồng không. Bên em bán bình phải nói là cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp luôn. Nhìn thấy cái bình là anh em mình mặn liền. Bình này là 550.000 một bình. Rồi, đời quay ớt, quay RS đời thấp ha. Rồi tới dòng quay đời cao nè. Nó sẽ là dòng quay S và quay RS và quay RX đời cao. Đời cao anh không có đồng rồi chưa nè, ống đồng nè. Đó, đời cao. Anh em mua xe nào thì có việc mua đúng xe đó, giờ anh em lắp thì nó ok. Còn như anh em mình mua trật thì anh em mình lắp tự anh em chịu. Em không có trách nhiệm, tại vì em chỉ là người bán hàng, mua loại nào em bán đúng là loại đó. Bên em riêng đồng bộ bình này cũng là 550.000 nè. Rồi kế tiếp quay A. Quay A đây, quay A anh em mình thấy cái bình quay A cái anh em mình muốn lết luôn không? Cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP. Hàng bên em bán là bao chạy chứ không phải mà về anh em mình làm đủ thứ. Quay A 110, 600.000 bình. Rồi kế tiếp là dòng Superim nè. Superim đó, dòng này cho anh em mình đổ chế nè. 2014-2015 nè, dòng này 2014 gì nè, rồi có đời 2015 nữa. Nó rất là, anh em mình thấy nó rất là nhỏ, cổ rất là nhỏ, nhưng mà nó là 110cc. Dòng này là của Superim. Anh em mình các đời xe quay ớt mà chạy hao xăng phải không? Lấy bình này về anh em mình lắp vô phải nó chạy nó cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. 800.000 bình dày, riêng toàn bộ. Rồi tới dòng Yamaha nè. Yamaha thì em sẽ có là 3-4 dòng gì đó. Đầu tiên thì dòng này là đây. Jupiter V, Sirius V, Jupiter R và Sirius R là đều dùng loại này. 500.000 một bình. Đó, rồi kế tiếp là dòng đây, dòng này là dòng Sirius ha. Sirius 500.000 một bình luôn. Rồi có Sirius đời cao nữa, Sirius đời cao. Đó, đây Sirius đời cao, đây Sirius đời cao. Dòng Sirius đời cao nó sẽ có đồng bự bên hông, Sirius RC á.
Cho nên xe anh em loại nào thì cái việc anh lo loại đó mua đúng vậy lắp cho nó mới ok được. 600 ngàn đề cao. Tao rút là 700 ngàn, tao rút nó có cần gạt gạt e để em kiếm bình coi. Tao rút đây, bình tao rút nè. Đó, tao rút nó sẽ có cần gạt e thấy chưa? 700 ngàn. Rồi giờ tới dòng 125 nè. Dòng 125 thì bên em sẽ có là full chờ neo, full chờ ít, full chờ 2, full chờ mập và đào riêng thái 125. Bình đào riêng thái 125 thì bên em cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP. Đây, bình anh em thấy là anh em mình mê mẩn liền. Đó. Đào riêng thái 125, 700 ngàn bình. Còn cái bình nó xấu hơn đen đen nãy chưa? 600 ngàn, 500 ngàn. Rồi tới 105 của khu nè, khu chờ 2 nè. Chờ 2 sẽ có cái phá xăng nè, bình đẹp là 1,2 triệu. Rồi tới bình khu chờ mập đâu? Đây khu chờ mập thấy không? 900 ngàn, khu chờ mập, khu chờ 2, khu chờ neo, khu chờ ít. Thì những bình khu chờ neo, khu chờ ít á, bình nào mà đẹp, bỏ ra đẹp thì em bán 1,2 triệu, bình nào không đẹp thì em bán 1 triệu. Bên em thì bán hàng giá thì nó sẽ hơi cao. Nhưng mà tại em lựa bình đẹp thì giá nó phải cao. Còn như anh em mình cứ khoái đầu rẻ, khoái đầu rẻ anh em mua về mà xài không được thì anh em mình cũng đâu có chạy được đâu, nó thành tốn tiền thêm. Rồi tới có bình 110 nè. Đó, bình 110 bên trong đúng không? Bình quay ớt 110, quay ớt, quay rỡ, quay rỡ ớt ít. Bình này cái vỏ vận chuyển nát bét hết trơn. Đang thanh lý cho anh em mình là 700 ngàn nè. Để đây đi. Rồi cổ hút, cổ hút nè, cổ hút cổ xéo, cổ xéo là 100, quay alpha, quay ZX là cũng là 100 ngàn, đời riêng thái là 150. Rồi kế tiếp là củ đề là bên em là củ đề của Daichi là bên em cái dòng này là của Nhật ha, của Nhật là 100% của Nhật ha, nhập khẩu là của Nhật ha. Đây củ đề trên mỗi trên thân đề là nó kiểu nó đều có in chữ Daichi này thấy chưa? Terasu là công ty mà nhập cái của hãng Daichi về á. Đây Daichi Terasu ra băng nguyên cục của Nhật. Dòng xe Honda với Yamaha của mình á thì nó sẽ xài cái lõi phía bên trong á là của thằng Daichi, nhưng mà vỏ ngoài là Mitsubishi, vỏ ngoài của Thái. Còn dòng này là nguyên con của Thái luôn, cho nên chạy nó sẽ bền hơn của thằng Honda mình ha. Dòng này thì bảo hành cho anh em mình là 1 năm. Thì em sẽ có các mã như thế này. Đầu rim nè, đầu rim anh em mình gắn cho quay nè. Đầu rim quay là gắn chung 480.000 một củ. Full chờ neo. Full chờ neo thì anh em mình lắp cho nhiều đời full chờ neo lắm. Full chờ neo, full chờ ít, full chờ mập, full chờ led giờ đó là 620.000 một củ. Quay ớt 110, quay ớt 110 là 480.000 một củ. CFI nó sẽ nằm tên thằng tao rút và FCT 135 đời 5 số là 500.000 một củ. Cái này là FCT 135 đời 4 số 500.000 một củ. FCT 150 540.000 một củ. Si rút thì nó sẽ có hai đời, một đời ngắn và một đời dài, nó sẽ nằm trên Jupiter luôn. Thì anh xe anh em mình loại nào thì anh em mình mua loại đó em sẽ bán. Đồng giá là 500.000 một củ. Rồi thôi sẵn đây thì giới thiệu cái phần này luôn. Phần này thì em sẽ có là còn 3 củ đề của quen pha lốc đen nè, 600.000 một củ. Dòng quen pha lốc đen thì anh em mình đề rất mạnh, gắn các đời quen pha lốc trắng thì đề nó cực kỳ nhẹ luôn. Rồi củ đề của quay S110 nè là 300.000. IC nè, IC em sẽ có là IC K8 nè, đó KG8. Dòng này là IC mở tua cho anh em mình gắn trên các đời xe của mình, xe 100IC là anh em mình 110 gắn vô cũng ok. Mình gắn vô thì chạy phải nói là cực kỳ nhẹ, xe đánh lửa rất là mạnh luôn. Dòng này là mở tua, không có hãm tua cho nên chạy nhau rất ngon, 250.000 một cục. Rồi sạc nè, sạc này là sạc mới nha, của Yamaha và với S110. Dòng này là lúc trước em còn sửa xe là em đặt người ta làm. Dòng này là hai sò cho nên sạc rất là mạnh mà rất là ổn. Rồi tới IC của rỡ thái là 250.000 nè. Dòng này cũng 250.000 ha, mở tua á. Đời rim thái bụng cứng nè 270.000. Super rim là 250.000. Sạc thì cũng có sạc rã xe của Honda, Yamaha nè. Đó. Dòng này là của Honda là 100.000, Yamaha và VS110 sạc chung cũng là 100.000.
tài sản FI nè. Các đời xe Honda mình mà các đời mà xài FI mà loại giống này thì nên cứ mua về lắp vô. Dòng này thì mới chắc giá cũng hơi cao. Em bán 250.000 cục ha. Rồi giờ kế tiếp là qua bến cái gian hàng bên đây. Bên đây sẽ có là cổ bô và sơn nông dĩa. Thì em sẽ bắt đầu từ đây đi. Cổ bô là bên em là cổ bô inox 304. Dòng này thì xài rất là bền. Hầu như anh em mình mà hàng que sắt hay que nóc hàng cũng ok. Tại vì em đã thay rất nhiều khách rồi. Em ở đây là vừa tiệm mà vừa em vừa bán hàng luôn. Cho nên mỗi mặt hàng nào em đều biết rõ hết. Mua hàng bên em là không có sợ trật. Tại bên em là em đều rành hết cho nên loại nào em cũng biết. Đó, đầu tiên là giờ em giới thiệu mỗi sản phẩm đó nha. Viva. Đó, Su Viva 120.000. Revo 120.000. Si Voi 130.000. Jupiter 120.000. CFI 120.000. Đời rim Thái. Đây vậy, bộ cổ này là cắt trong đời rim xe đời rim cưới bộ đời rim Thái ra mới hoàn toàn. 100.000 cổ. Rồi cái này quay rửa đó. 100.000 một cổ. Quay Alpha 100.000 một cổ, hình như có đời rim đó, để em lấy đời rim lên coi. Đời rim đâu đây? Đời rim đây nè. Đây. Rồi, cổ đầu rim inox là cũng em đều có ha. 90.000 một cổ. RSX FI 110.000 một cổ. Quay ớt 110 120.000 một cổ. Phu chờ neo 120.000 một cổ. Đây mấy phu chờ mập, phu chờ led 120.000 một cổ. Phu chờ một nó rất là dài. 120.000 một cổ. RSX 100 100cc rất dài. 130.000 một cổ. RSX 110 130.000 một cổ. Rồi nhớt của cách tròn nè. Em còn em dọn cái kho còn dư được mấy bình nè. Đây. Catron Vita ha, Catron Vita, dòng này thì anh em mình về thay cho các dòng xe 110 đời mới giờ á là ok. Dòng này là 800 mil, dòng này em còn mấy bình thôi, bán cho anh em 90.000 bình thôi. Bình này thì anh em mua ở ngoài tầm 100, 101, 102 những bình á là em xả trên hết thôi, 90.000 bình. Rồi giờ là kế tiếp là sơn nông dĩa nè. Sơn nông dĩa thì bên em sẽ có là sơn nông dĩa của Kosuke. Sơn nông dĩa Kosuke đó, hãng Kosuke là nhập 100% của Nhật Bản. Còn cái này là sơn nông dĩa của Indo, những dòng này thì nhập. Bên em là những dòng này là nhập không em. Kosuke thì bên em sẽ có là Winner và Winner X nè, 520.000 bộ. Winner với Winner X là dùng chung nha. Rồi này là Rider với Sachia sẽ dùng chung nè, 490.000 bộ. Còn này thằng này là Sunit nè. Sunit là 520.000 một bộ. Dòng này là F-Fighter 135 nè, 510.000 một bộ. Dòng này là F-Fighter 150 nè, cũng là 510.000. F-Fighter 135. Em coi F-Fighter 135 480.000 một bộ. Ngoài những dòng cung tay thì em cũng có các dòng không cung tay thì cái đời xe số á, nó sẽ là dĩa nó không phải màu vàng ha, dĩa sẽ là dĩa xám. Thì em sẽ có là Sirius thường và Sirius FI sẽ dùng chung, FI sẽ dùng chung với Taurus ha. Rồi quay A 110 và quay S, quay RS 110 và quay RS 100 là đồng giá là 370.000 bộ. Còn quay với The Dream là 330.000 bộ. Rồi tới dòng Indo thì em sẽ là giới thiệu cũng từ đây vô luôn. Winner X sẽ dùng chung là 360.000. Rider Sachia là 360.000. Sonic là 370.000. F-Sighter 155 420.000. F-Sighter 150 360.000. F-Sighter 350. F-Sighter 135 là 350.000.
Rồi tới dòng các dòng xe số không công tay nè, là cũng như bên kia là Sirius thường và Sirius FI. Sirius FI nó sẽ là dùng chung Taurus 240.000. Còn quay trợ ớt 110, khu trợ mập, khu neo, khu X 105 là 240.000, đời rim là 230.000. Còn Vin, xe Vin 100 mình á là sẽ là 240.000.